Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016. Chương trình phát hình của VTV được mở đầu với buổi phỏng vấn đặc biệt giữa Trần Quang Duật và Trung tá hồi hưu Nguyễn Cao Nguyên. Trong phần 2 là chương trình Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt giữa Trần Quang Duật và Trung tá hồi hưu Nguyễn Cao Nguyên. Kính mời quý vị theo dõi. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán thính giả và quý chiến hữu đến với chương trình truyền hình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, một quốc gia muốn mạnh thì một trong những bộ quan trọng nhất phải mạnh đó là Bộ Quốc phòng. Và vì lý do đó, ngày hôm nay chúng tôi có mời Trung tá retire Nguyễn Cao Nguyên nói đến trong buổi họp ngày hôm nay, trong buổi thảo luận ngày hôm nay để nói về tướng James Mattis của Thủy quân lục chiến vừa được Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng. Xin chào cháu Nguyễn Cao Nguyên. Kính chào chú và Cao Nguyên cũng xin nhân dịp này xin chào tất cả các khán thính giả của đài SBTN DC và cháu cũng chúc chú và tất cả các khán thính giả của đài SBTN một mùa Giáng sinh và một năm mới đầy hạnh phúc, khỏe mạnh và mạng sự như ý. Thay mặt gia đình SBTN DC xin cảm ơn Cao Nguyên. Để bắt đầu chương trình thì xin Cao Nguyên có thể sơ lược về cái tiểu sử của tướng James Mattis. Thưa chú, ông đại tướng James Mattis này đầu tháng 12 vừa qua đã được Tổng thống President-elect Trump chấp nhận trao cho chức Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng mà chú cũng biết hiện giờ thì phải đợi Quốc hội đồng ý. Vì ông tướng này, ông đã chưa được về hưu, đúng luật của Mỹ là anh phải về hưu 7 sau năm. 7 năm thì mới được nhận những cái chức này. Nhưng mà hiện giờ thì Bộ Quốc phòng cũng đang sửa soạn để cho một cái, tiếng Mỹ nó kêu là một cái exception to policy để cho ông ta trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Theo cháu quan niệm, mặc dù rằng đây chỉ là lần thứ hai Quốc hội Mỹ chấp nhận chuyện này, một cái người trước là ông Thống tướng Marshall. Ông đã được Quốc hội năm 1949-50 đã đồng ý cho làm chức Bộ trưởng Quốc phòng, dù rằng ông ta chưa có về hưu sau 7 năm. Theo cháu nghĩ thì có thể ngày mai thì Bộ Quốc hội sẽ đưa ra cái sự đồng ý để cho ông Đại tướng Mattis này về làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thì tất cả những các khán thính giả của đài SBTN cũng biết về tiểu sử của ông này. Ông này đeo lon thiếu úy năm 1972, nghĩa là trong thời kỳ sau Việt Nam. Từ 72 thì cái tiểu sử của ông đến 2013 thì ông về hưu 31 năm trong thủy quân lục chiến của Mỹ. Thì cái tiểu sử của ông này lúc từ thiếu úy mà lên đến thiếu tá thì thời bình thường thì rất là, cũng như tất cả những sĩ quan khác trong quân đội Mỹ, là làm trung đội trưởng, làm đại đội trưởng, đi làm những thứ văn phòng. Nhưng mà thật ra ông ta sẽ trở thành một sĩ quan tài giỏi của nước Hoa Kỳ là sau khi ông ta làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn một của tiểu đoàn một sư đoàn 7 thủy quân lục chiến đi đánh trận ở bên Persian Gulf War năm 1991. Rồi từ đó là ông ta nổi bật lên trong thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Thì trong cái buổi mà Tổng thống đắc cử Donald Trump có nói với lại cử tri ở Ohio là Maddox, thì cái Maddox là tự tên ông đặt ra hay là do cái nào có, chẳng hạn như châu điên của thủy quân lục chiến thì do Việt Cộng nó đặt, còn ông Maddox thì do ai đặt? Cái chữ Maddox thì đối với cháu thì cháu dịch ra là có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam nói là Maddox là con chó điên, nhưng mà đối với cháu cái chữ Maddox này không phải là chó điên mà là con chó dữ. Ông ta được cái chức này sau khi
Ông ta là lúc đó thì ông ta làm sư đoàn trưởng được biệt danh. Biệt danh trong thời đi đánh ở Fallujah. Ở trận Fallujah lần thứ nhì thì cái nickname này của ông ta được đặt ra cho những lính của Thủy quân lục chiến đặt ra sau trận Fallujah tháng 12 năm 2004. Cái trận đó có thể nói là một trong những trận Cao Nguyên có thể tả lại sơ lược về cái trận đó như thế nào được không? Trước khi mà tả cái trận đánh ở Fallujah thì Cao Nguyên cũng muốn nói rằng ông ta là một trong những người nổi bật trong trong thủy quân lục chiến của Mỹ, là vì ông ta đã được chỉ huy trong thời chiến tranh những trận chiến như là tiểu đoàn trưởng đi đánh lộn ở bên Gulf War, trung đoàn trưởng đi đánh nhau ở bên Afghanistan, sư đoàn trưởng dẫn sư đoàn 1 thủy quân lục chiến đánh nhau ở invasion của Iraq. Tức là một sĩ quan chỉ đụng chân thôi. Một sĩ quan mà là tác chiến chứ không phải là sĩ quan thuần túy. Vâng ạ. Thì khi ở Fallujah thì tất cả các khán thính giả cũng biết là Fallujah lần thứ nhì. Lần đầu tiên là Fallujah là đánh là khi mà quân lực Mỹ nó tấn công vào chiếm lại Iraq thì thủy quân lục chiến phải đánh ở Fallujah rồi. Nhưng mà trong lịch sử của thủy quân lục chiến và trong Iraq thì nó có hai trận. Trận Fallujah đầu thì lúc mà mình tấn công, mình chiếm nước Iraq. Cái Fallujah lần thứ hai ấy, là sau khi chắc các khán thính giả biết là có một vài người contractor bị một cái nhóm nó tiếng Mỹ kêu là Sunni insurgent, nó kéo xác, nó treo xác ở trong bờ sông. Thì lúc đó thì ông ta đem được lệnh của Bộ Quốc phòng đem sư đoàn tới bao vây cái Fallujah. Và ông ta đánh vào giết được rất nhiều insurgents. Cái một trong những cái tài đặc sắc của ông này, cái chữ Maddox thật ra là trong trận Fallujah, nhưng mà cái nickname mà thật của ông này là Warrior Monk, nghĩa là một ông thầy tu khoái đến nhau. Ông phù thủy, cái đó là phù thủy. Phù thủy. Vì thì về chiến tranh. Vâng, tại vì ông đại tướng Mattis này là hiện giờ là 66 tuổi, độc thân, không có vợ, không có con. Lúc nào cũng ông khoái đọc sách và viết sách. Thì đó là một cái thành quả mà một cái rất là dữ dội của ông đại tướng này. Trong cái quá trình thì bây giờ nếu Quốc hội chấp thuận, mà chắc chắn là chấp thuận tại vì Quốc hội là nguyên thuộc về Cộng hòa hết, thì cái chiến thuật tiêu diệt ISIS của ông đó thì ai cũng biết là sẽ là rất là tàn bạo. Nhưng mà cái Tổng thống Trump, Select Trump đã đưa ra kế hoạch tăng cường hạm đội ở Thái Bình Dương. Thì như vậy, với ông này, tàu thì nó nói là ông chưa có kinh nghiệm về Biển Đông. Thì Nguyễn Công Nguyên thấy như thế nào khi mà ông đảm nhận cái chức vụ đó và cái tình hình đối với Biển Đông như thế nào? Đồng ý với chú, đồng ý với cái sự quan niệm của mọi người trên thế giới, là ông đại tướng Mattis này, ông rất là hiểu biết và nhiều về chiến trường Trung Đông nhiều hơn. Cho nên, nhưng mà cái mục đích chính của ông Trump mà nhận ông này là thứ nhất là mình lo trong chiến trường Trung Đông trước, làm cách nào để diệt tụi ISIS trước. Còn về cái chuyện mà bên Á Châu á, và mình Á Đông mà rất quan niệm nhiều với những cộng đồng Việt Nam và trong nước và ngoài nước, thì cái người mà mình phải quan trọng nhất là hiện giờ phải coi ai sẽ là người đứng được làm Secretary of the Navy. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tại vì hiện giờ vùng Á Châu của Mỹ, Mỹ là để cho Hải quân. Trong từ Bộ Quốc phòng đến trong Tổng thống là họ nhắm về Navy là sẽ là bao vồn cái vùng đó. Hiện giờ mình đương đợi coi ai sẽ được làm Bộ trưởng Hải quân. Bộ trưởng Hải quân, đó là một cái điểm quan trọng. Lúc đó thì sau đó thì chú cháu mình lại nói chuyện tiếp khi mà họ đã chọn ra được người đó. Xin thành thật cảm ơn Cao Nguyên đã cho quý khán giả của đài SBTN và quý khán hiểu biết cái vai trò Biển Đông. Thì sẽ đợi một ngày đẹp trời nào đó khi ông Bộ trưởng Hải quân được Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ định. Và thay mặt cho SBTNDC, xin cảm ơn Cao Nguyên đã hiện diện trong buổi nói chuyện hôm nay. Cảm ơn chú. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với Trung tá Retired Nguyễn Cao Nguyên. Và xin hẹn
với quý vị trong chương trình phát hành quý tới. Xin đa tạ.